Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện đã hình thành đậm nét các vùng sản xuất tập trung, nổi bật là vùng chuyên canh cây ăn trái ở các xã ven sông. Các vùng sản xuất tập trung đang tạo ra sản lượng hàng hóa lớn, giá trị gia tăng cao, tạo nên thế mạnh trong nông nghiệp của tỉnh. Với bước đi nhịp nhàng từ quy hoạch đến triển khai thực hiện, các vùng sản xuất cây có múi tập trung đã hình thành rõ nét ở các huyện phía Bắc của tỉnh như Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bầu Bàng, tập trung chủ yếu ở các xã ven sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Bé. Đến nay, diện tích cây có múi đạt hơn 3.600 ha, chiếm hơn 50% diện tích cây ăn trái toàn tỉnh. Trong đó, huyện Bắc Tân Uyên là vùng trồng cây có múi chủ lực, chuyên canh quy mô lớn với diện tích hơn 3.000 ha, kế đến là huyện Phú Giáo 600 ha, thị xã Tân Uyên hơn 400 ha, huyện Bầu Bàng hơn 200 ha, Dầu Tiếng hơn 100 ha. Đặc thù hiện nay có các vùng trồng cam quýt ở xã Hiếu Liêm, Lạc An, Trường Tân, Tân Mỹ, Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, vùng trồng bưởi đặc sản ở Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, vùng trồng quýt ở xã Trừ Văn Thố, Cây Trường, huyện Bầu Bàng, vùng trồng cam bưởi ở Tam Lập, An Thái, huyện Phú Giáo. Việc hình thành vùng sản xuất tập trung đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật một cách đồng bộ, hiệu quả trên diện tích lớn, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về năng suất giữa các hộ nông dân, nâng cao năng suất bình quân toàn vùng, gia tăng chất lượng sản phẩm và làm nền tảng cho việc sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, phát huy thế mạnh của địa phương và thương hiệu nông sản hàng hóa đặc trưng. Nhiều sản phẩm đã được công nhận thương hiệu như bưởi Bạch Đằng, cam Bắc Tân Uyên, bưởi Bắc Tân Uyên, quýt Bắc Tân Uyên. Cái vùng đất mình là được cái là đất sỏi cơm mình làm cho tốt, đất cây nó phát triển tốt, thì mình ứng dụng cái biện pháp là sản xuất theo chương trình Việt Gáp, thì hướng đến hữu cơ, thì trong khi đó mình áp dụng thì đạt được hiệu quả chất lượng. Điều kiện nó rất là thuận lợi, thứ nhất là đất Ba Giang cái vùng cao nên cây trồng cái tuổi thọ nó lâu năm hơn cái vùng khác. Thứ hai nữa là cái đường nước cũng rất tốt. Thứ ba nữa, đường xá như này, cơ sở hạ tầng như này cũng rất tốt, cho nên tụi tôi đầu đây và từ đây là cái số lượng nó càng năm thì nó càng tăng. Ngành chuyển đổi mạnh về cái chuyển đổi số trong cái xây dựng cái mã vạch, mã số vùng trồng và hướng dẫn cho bà con nông dân về cái đăng ký cái thương mại điện tử sản phẩm mình để là nhân rộng giới thiệu cái sản phẩm của mình trên thị trường. Sản xuất nông nghiệp tập trung là hướng phát triển phù hợp ở các địa phương có quỹ đất nông nghiệp lớn. Bình Dương khai thác thế mạnh từ các vùng sản xuất tập trung đã tạo nên bước đi bền vững cho ngành nông nghiệp địa phương.